Monaco đòi gây sốc với Messi, Neymar, Mbappe trước việc phải đối mặt với hàng tấn công của Paris Saint-Germain PSG gồm Neymar, Lionel Messi và Kylian Mbappe. Huấn luyện viên Philipp Clement của AS Monaco đã tiết lộ kế hoạch ngăn chặn họ vào rạng sáng ngày 29 tháng 8. PSG sở hữu bộ ba hàng công đáng sợ, những người đã có tổng cộng hơn chục bàn thắng trong mùa giải này. Monaco giờ đang phải đối mặt với thử thách ghê gớm trong việc phòng ngự trước bộ ba siêu sao kể trên, và đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng với Clement. Clement nói với báo chí, chúng tôi không thể để từng cầu thủ kèm 1-1 với Messi, Neymar hay Mbappe mà ngược lại, chúng tôi phải phòng ngự tập thể. Chúng tôi phải tập trung để chơi một trận đấu tuyệt vời trước đội bóng này, khác với mùa giải trước với một đội chỉ có mỗi Lionel Messi là chủ lực. PSG vòng trước vừa dập Lille với tỷ số 7-1, với cả ba đều ghi nhiều bàn thắng trong trận đấu. Huấn luyện viên Clement hy vọng rằng đội bóng của ông ta sẽ có thể tránh được trải nghiệm tương tự dưới tay nhà đương kim vô địch Ligue 1 khi họ đối đầu với PSG vào rạng sáng ngày 29 tháng 8. Nhạc trưởng người Argentina đang ở mùa giải thứ hai rời Barcelona và bắt đầu tìm lại phong độ khiến hàng phòng ngự trên toàn cầu phải khiếp sợ. Với toàn đội cũng như Messi đang có phong độ cao nhất, đội bóng công quốc Monaco hy vọng rằng họ sẽ có thể giành được ít nhất là một trận hòa hoặc chiến thắng để khiến các người hâm mộ trên toàn thế giới bất ngờ với kết quả mà họ tạo ra. Thế nhưng cơ hội cho Monaco gây sốc là không cao khi họ phải đối diện với những chân sút hàng đầu thế giới. Có những sự mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa Mbappe và Neymar từng gây ra trục trặc nội bộ lẫn cách chơi trên sân mà chỉ cần bỏ qua, họ luôn là nỗi kinh hoàng của đối thủ. Lê Quay nổi tiếng vì có một trong những hệ thống xếp hạng trận đấu nghiêm ngặt nhất trên khắp châu Âu và xếp hạng trận đấu của tờ báo này dành cho trận đấu vừa qua của người. Paris có thể xác nhận điều đó. Bộ ba tiền đạo kiệt xuất này đã gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng 7-1 của PSG trước đối thủ vô địch Ligue 1 Lille. Nhưng ấn phẩm của Pháp không có xu hướng chấm điểm cao cho họ. Mbappe lập hat-trick trong trận đấu, trong khi Neymar lập cú đúp và thực hiện 3 pha kiến tạo. Messi cũng đã có được một bàn thắng và một pha kiến tạo. Tuy nhiên, theo bảng chấm điểm trận đấu của LPP, cả ba cầu thủ tấn công siêu sao này đều chỉ nhận được điểm số điểm là 9-10. Mặc dù đánh giá mùng 9 tháng 10 vẫn là ấn tượng, nhưng ít nhất, nó khiến người ta tự hỏi những gì các cầu thủ sẽ phải làm để đạt được đánh giá ngày 10 tháng 10. Từ ấn phẩm của Pháp, không có nhiều đối thủ đủ sức chống lại sức tấn công của PSG với các chân sút đa tài. Cây đinh ba tấn công của đội bóng thành Paris chắc chắn sẽ tiếp tục quyết tâm của họ để leo lên vị trí cao hơn. Trên thang điểm của tờ L'Equipe trước Monaco trong cuộc đụng độ của họ vào đêm Chủ nhật theo giờ địa phương,